Chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Hà nêu rõ, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn bằng việc chất vấn, tranh luận trực tiếp tại hội trường. Nội dung chủ đề chất vấn lần này tập trung vào hai nhóm vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, đó là nhóm vấn đề về y tế và nhóm vấn đề về giáo dục đào tạo. Ngoài ra có thể chất vấn những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm, đồng thời đề nghị các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung thuộc nhóm vấn đề chất vấn, bảo đảm đúng thời gian quy định. Đại biểu có thể cung cấp thông tin minh họa bằng hình ảnh, video. Thủ trưởng các sở ngành khi trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập. Tiếp đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề về y tế. Đối với tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh, sinh phẩm, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh, khó khăn trong thủ tục đấu thầu, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế trả lời. Trong cái điều kiện mà mua sắm, đặc biệt là thuốc do cái dịch COVID-19, có những lúc bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng, cũng như là do Bộ Y tế chưa cấp được kịp cái số đăng ký của các cái thuốc lưu hành. Vì thế mà khi đấu thầu của các đơn vị cũng như ngành y tế thì có một số chủng loại thuốc lúc bấy giờ là chưa cung ứng được kịp thời, vì thế có thiếu. Tuy nhiên thì ngành y tế đã có cái chỉ đạo đó là sử dụng các cái thuốc cùng nhóm để thay thế. Và tôi cũng khẳng định với cử tri và nhân dân là việc thay thế kháng sinh cùng nhóm là đúng theo quy chế và hoàn toàn thay thế được. Chứ chúng ta không thể nói là thay thế kháng sinh cùng nhóm thì rất nguy hiểm và có thể gây lên sốc phản vệ. Vì cái này không có cơ sở khoa học để chứng minh. Và thực tế trong thời gian qua thì có những lúc thiếu như thế, ngành đã chỉ đạo việc sử dụng thay thế cùng nhóm để thay thế, để điều trị và đảm bảo an toàn điều trị, và thực tế đã chứng minh và không có các trường hợp nào sốc phản vệ xảy ra. Hiện nay, cơ bản là các đơn vị đã đấu thầu và cung ứng thuốc đủ theo cái nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Sau khi mà Bộ Y tế đã cấp đủ các cái đăng ký, cũng như là các cái chuỗi cung ứng thuốc đã đảm bảo, và ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị mua sắm các cái thuốc mà bị trượt thầu trong cái giai đoạn 1 thì đã mua sắm. Và vừa rồi thì sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là ủy quyền cho giám đốc sở được ký kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu dưới 1 tỷ đồng để cho các đơn vị được mua sắm nhanh. Và vừa rồi thì cũng đã thực hiện và mua sắm bằng các cái hình thức phù hợp để có thuốc để phục vụ nhân dân. Và đấu thầu với nhiều hình thức. Đối với lại những cái thuốc mà cấp cứu, khẩn cấp thì chúng tôi cho được ký chỉ định rút gọn để cung cấp sớm và cơ bản thì hiện nay thì đã cung tốt. Liên quan đến việc thanh toán tiền hỗ trợ cho người bệnh, nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 mà đại biểu nêu, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập các khu điều trị, các khu cách ly, bố trí đủ nguồn lực cho chống dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh, tập trung chống dịch nên thủ tục thanh toán còn chưa kịp thời. Sở đã chỉ đạo giải quyết được một phần và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đối với thẩm quyền mua sắm tài sản công, trong đó có thuốc, vật tư y tế, việc thuê dịch vụ do thiết bị chẩn đoán bị hư hỏng để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, quy định của pháp luật, ông Vũ Mạnh Dương trả lời. Nghị định 98 gộp vật tư y tế và hóa chất thành trang thiết bị và quy định là khi mua sắm thì phải có giá kê khai, bao gồm cả kê khai và giá nhập khẩu, lợi nhuận và kê khai giá bán. Thế thì Sở Y tế cũng đã hướng dẫn các cái đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đã trình các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên thì khi mà để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì theo Nghị định 98 thì chưa đủ cơ sở
pháp lý để phê duyệt. Chính vì thế, để tháo gỡ khó khăn, thì Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị cũng như ngành căn cứ theo cái thẩm quyền của mình để mua các gói thầu có cái quy mô nhỏ theo từng mặt hàng, theo cái thẩm quyền của mình để phục vụ nhân dân. Nhưng minh bạch công khai, không có lợi ích nhóm. Vừa qua thì có một số vật tư và máy móc bị hỏng. Thì theo thẩm quyền, các đơn vị có thuê một số các cái thiết bị để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên vừa qua thì Ủy ban dân tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để cho các đơn vị mua sắm các cái trang thiết bị mà theo thẩm quyền của Ủy ban dân tỉnh có giá trị lớn trên 1 tỷ đồng. Và cái này thì Ủy ban dân tỉnh hoàn toàn đã phê duyệt. Và có thể trong lúc chờ đợi phê duyệt thì đơn vị tháo gỡ khó khăn bằng cách là thuê thiết bị trong một thời gian ngắn để phục vụ nhân dân. Thì việc thuê này thì phải có ký kết hợp đồng và cũng phải đúng với mức trong cái thẩm quyền của đơn vị cũng như là thẩm quyền mà đơn vị được quyền mua sắm. Thì đơn vị hoàn toàn đã được quyền thuê và ký kết. Tất nhiên về cơ bản thì ngành vẫn chỉ đạo các đơn vị là phải xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt mua sắm theo đúng quy định để phục vụ nhân dân lâu dài. Liên quan đến vấn đề kiểm soát chất lượng cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế mà đại biểu nêu, ông Giám đốc Sở Y tế khẳng định công tác này luôn được thực hiện chặt chẽ theo quy định của luật, đồng thời nhấn mạnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng về cơ bản, ngành vẫn đang nỗ lực đảm bảo thuốc, vật tư y tế. Tuy nhiên, với 10 lượt đại biểu nêu các câu hỏi chất vấn, ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền, theo đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp của ngành để tham mưu cho tỉnh phát triển giáo dục ngoài công lập, góp phần khắc phục tình trạng quá tải trường lớp, đáp ứng nhu cầu của người học. Ông cho biết. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chúng ta hiện là chưa thiếu chỗ để cho con em đến học phổ thông. Chỉ có thể có cấp nọ cấp kia đáp ứng được cái nguyện vọng ở cái bậc học đấy chưa, loại hình trường đấy chưa, thì nó có thể chưa đáp ứng được nguyện vọng đấy, do vậy cái yêu cầu cấp thiết nó cũng chưa thật sự cao. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là cái đầu tư nguồn lực để hình thành một cái trường là đầu tư cơ sở vật chất là rất lớn, chúng ta phải khẳng định như vậy để đảm bảo hoạt động. Thứ ba nữa là đảm bảo chi cho cái tự chủ, thực hiện cái tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Đối với các địa phương thì có thể nói còn khó khăn liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội, liên quan đến tâm lý lựa chọn trường, đấy, liên quan đến sức ép mà buộc phải học các hệ trường tư nó cũng chưa thực sự cao. Với cái yêu cầu thực tiễn đặt ra trong cái thời gian tới thì về mặt giải pháp, trước hết là trước cái yêu cầu phát triển xã hội và cái chủ trương này cộng thêm với những chính sách có liên quan thì cái việc tiếp tục phải quan tâm đấy để phát triển loại hình trường tư thục, cái đấy là chủ trương rất đúng đắn, cần phải tập trung hơn nữa thời gian tới. Gần đây thì ngay tỉnh ta trong xúc tiến đầu tư tôi được biết là cũng có cái kêu gọi đầu tư cho phát triển cái trường tư thục liên cấp chất lượng cao. Và cái thứ hai nữa là đối với trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ thì cũng đang hoàn thiện cái dự án ra một vị trí mới. Và tiếp theo nữa, cái quá trình lâu dài này thì chắc chắn là theo yêu cầu phát triển thì chúng ta tiếp tục rà soát cái cơ chế chính sách để hoàn thiện căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế để có thể tiếp tục chúng ta có những cái cơ chế chính sách sao cho phù hợp. Còn khẳng định là bây giờ về mặt thủ tục có vướng gì không là không vướng gì, rất thuận lợi để tạo điều kiện cho các cơ sở đầu tư vào địa bàn phát triển lĩnh vực này. Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhân viên cục bộ ở một số bộ môn, mất cân đối chủng loại giáo viên ở một số cấp học, ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết. Mất cân đối giáo viên đây chúng ta nhìn trên hai phương diện. Mất cân đối thứ nhất là mất cân đối giữa số lượng giáo viên so với định mức giữa các trường trên cùng một địa bàn, các huyện. Thì cái này nó cũng có ít nhiều nguyên nhân, nó liên quan đến xu hướng dịch chuyển về khu trung tâm này khác. Ý thứ hai, mất cân đối nó vừa là chủ quan vừa là khách quan. Trong đó quy định định mức tiết dạy của từng môn học đối với từng khối là khác nhau. Cho nên trên cơ sở tổng số biên chế chia ra thì nó sẽ có cái con số là làm tròn, nó dẫn tới là có môn hơi thừa, có môn hơi thiếu. Việc này là khách quan và đương nhiên nó sẽ có. Vì vậy thì khắc phục cái việc này thì trên cơ sở người ta phân công chuyên môn. Ai thiếu thì dạy tiết kiêm nhiệm,
đối với tỉnh thì sẽ có cái rà soát, đối với các địa phương thì chúng ta tập trung có cái rà soát để chúng ta có cái điều động phân công sao cho nó từng bước khắc phục việc này. Làm rõ vấn đề về các khoản thu đầu năm, tình trạng lạm thu tại một số cơ sở giáo dục mà các đại biểu nêu, ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết. Đây là vấn đề mà xã hội rất quan tâm, nhưng chúng ta phải khẳng định vấn đề này đã được chúng ta quan tâm, tập trung bằng nhiều giải pháp. Trong đó giải pháp chúng ta thấy rất rõ nhất, một đó là cấp ngân sách định mức chi cho giáo dục được chúng ta quan tâm hơn từ đầu nhiệm kỳ này. Trong đó nó đảm bảo cho cái yêu cầu tỷ lệ định mức chi. Đấy, tỷ lệ định mức chi trong đó đặc biệt là cái chi cho hoạt động chuyên môn theo đầu người nó thay đổi hẳn. Cho nên cái nguồn chi cho hoạt động của nhà trường nó đỡ khó khăn, đỡ phải xã hội hóa cho hoạt động đó. Đấy, ý thứ hai nữa là cái khung khổ pháp lý được hoàn thiện chính là cái nghị quyết số 39 và cộng thêm với lại các giải pháp về công tác quản lý, từ tập huấn, từ quán triệt về nhận thức, từ công tác thanh tra kiểm tra. Cho nên chúng ta khẳng định một điều rằng là từ đầu năm đến nay chúng tôi chưa tiếp nhận những cái đơn thư phản ánh nào về việc này mà có cơ sở là đúng. Ý thứ hai, qua thanh tra kiểm tra chúng tôi chưa phát hiện được đơn vị nào có lạm thu. Cho nên có thể nói thời điểm này khá là môi trường khá trong lành về công tác thu chi tài chính. Tuy nhiên vấn đề này là vấn đề như tôi đã nói, đó là phải quan tâm chỉ đạo một cách thường xuyên. Tại phiên chất vấn, ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin thêm về tình hình và các giải pháp để khắc phục tình trạng chậm triển khai mua sắm trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu dạy và học, việc sử dụng sổ liên lạc điện tử đảm bảo tiện lợi, giảm chi phí, việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài trường học và vấn đề đảm bảo an toàn trường học. Cũng liên quan đến nhóm vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Kim Sơn, Nho Quan đã trả lời làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên ở cấp tiểu học và mầm non, kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên thấp so với chỉ tiêu giao, trách nhiệm của ngành, địa phương trong thực hiện các giải pháp để tuyển đủ giáo viên giảng dạy và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn, một số địa phương.